hai à, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò. Mình Vi Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tali và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Đây là kèo 12m, đây là cặp đôi của Vĩnh Phúc Tiến Mạnh và Vũ. Tiến Mạnh và Vũ của Vĩnh Phúc. À, Vũ là Thổ Tang. À, Vũ là làng Thổ Tang. Hiện tại là Vũ đang đứng bên phải màn hình của Lâm là Thổ Tang. Vĩnh Phúc có làng Thổ Tang. Bóng ra ngoài. Tỷ số nhiều Vũ? 2-1. Bên kia là Chuối Bình Dương hợp tác cùng Sơn Ga Cầu Tre. Dò gà cho Sơn Ga. Đạn tiếc cho Sơn Ga các bạn ơi. Bóng tốt, 2 đều. BB. Đây là Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có gel bôi lạnh nóng 105.000. Xin cảm ơn các bạn đã nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò và Libro. Đáng tiếc cho Tuấn Mạnh của Vĩnh Phúc ra bóng ra ngoài. 3-2 nghiêng về cho Chuối Bình Dương. Baby. Lại là Vũ Thổ Tang. Vũ Thổ Tang. Các bạn nào có về Vĩnh Phúc thì hãy ghé làng Thổ Tang. Đấy là cái làng nhỏ thu nhỏ của Trung Quốc nha các bạn. Đây thường tự gọi là gì thế nha. Làng thu nhỏ của Trung Quốc. Vì hầu như đồ dùng buôn bán ở tại đó thì là nệm chăn gói gì đó là đồ của đa số là của Trung Quốc, cho nên là họ mới dùng cái từ là làng thu nhỏ của Trung Quốc nha các bạn. Đây là như thế nha. Và Đại Lâm cũng từng đến nhà nghỉ của làng Thổ Tang Trung Quốc, từng nghỉ ngơi tại đó. Làng Thổ Tang chỉ có một nhà nghỉ duy nhất thôi. Lại là Vũ của Thổ Tang đánh bóng ra ngoài. Đáng tiếc cho Vũ Thổ Tang. Các bạn thấy chiến thuật của các cầu thủ Vĩnh Phúc như thế nào? Đứng hàng ngang nha, ít có khi nào đứng trên dưới giống như của anh em miền Nam. Còn bên kia là Chuối Bình Dương đang đứng dưới và Sơn Ga đứng trên. Đấy là khác biệt về chiến thuật giữa anh em miền Bắc nha các bạn và anh em miền Nam. Quá khó cho Tiến Mạnh. Tiến Mạnh của Vĩnh Phúc đổi sân. Giúp nhau khi còn có thể. Vui vẻ ve vũi, không quả bọ nè. Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đầu mỏi vai gáy 145.000 một chai. Đặc biệt có chai bôi nóng lạnh 105.000. Lãng tiếc cho cặp Vĩnh Phúc gì rồi. 7-2. 12 điểm tới nha các bạn. 7-2. Cặp của anh em Vĩnh Phúc là đứng ngang nhau. Song ngang nhau.
Còn cặp của anh em miền Nam là Chuối Bình Dương và Sơn Ga đứng trên và đứng dưới. Chuối bao quát bọc lót dưới. Các bạn nào từng xem Chuối gặp Cambodia tại sân quận 12 của Trầm Dên như thế nào? Có thể nói một ngày phong độ quá tuyệt vời cho Chuối Bình Dương đã đưa anh em Cambodia xa bờ, xa bờ. Dò gà cho anh em Thổ Tang. Đang tiếc cho tiếng mạnh của Thổ Tang, xin lỗi các bạn, tiếng mạnh của Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc có làng Thổ Tang rất nổi tiếng. 8-2. Đang tiếc cho Chuối, đánh một quả bóng không biết đi đâu về đâu, bóng ra ngoài rất xa. Lip rầu và lip rầu. À, các bạn nào xem trận đấu của Li Ho và Long Ki, thật sự thì tuổi trẻ đẳng cấp của Long Ki, Li Ho, xin lỗi các bạn nha, tuổi trẻ đẳng cấp của Li Ho đã được khẳng định. Một trận đấu có thể nói là Li Ho làm chủ tất cả tình hình trước Long Ki. Quá hay cho Chuối Bình Dương, một pha dò gà không thể bỏ lỡ được. Các bạn nào xem trận đấu của Long Ki và Li Ho thì để làm công tâm khách quan, Li Ho đẳng cấp, tuổi trẻ rất tuyệt vời, khống chế toàn bộ trận đấu trước Long Ki. Nhưng dù sao, ông vua Ki Việt Nam cũng mãi mãi là ông vua Ki, huyền thoại của Việt Nam chúng ta. Long Ki mãi mãi trong lòng người hâm mộ. Show Long Ki 9m của Việt Nam. Quá khó cho Chuối pha bóng vừa rồi. Tỷ số đang là 4-9. Lợi thế quá lớn nên nghiêng về cho Chuối và Sơn Ga. Tỷ số đang là 4-9. Lợi thế quá lớn đang nghiêng về cho Chuối Bình Dương và Sơn Ga Cầu Tre. Quá hay cho cặp anh em Vĩnh Phúc vừa rồi. Còn đây là Cư, Chung Cư mặc áo tôi yêu Việt Nam. Người Việt Nam mau đỏ da vàng. Đây các bạn thấy không? Người Việt Nam mau đỏ da vàng đây. Tôi yêu Tổ quốc đây. 5-9. Còn trong sân hai bên cũng là máu đỏ da vàng đây.
Bóng ngoài. Lại là Vũ của Thổ Tàng đánh bóng ra ngoài. 15. Đang tiếc cho Tiến Mạnh vừa rồi. 11 năm. Lợi thế quá lớn đang nghi về cho Chuối và Sơn Ga. Bên kia là các cầu thủ rất đẳng cấp bên ngoài bên kia. Là Xỉn Xỉn, Tấn Anh của miền Bắc. Tài Nhỏ, Phước Tim, Cường Kem, Úc Đẹp Trai. Rất nhiều cầu thủ đang ngồi bên kia. Rồi, một lần nữa xin chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Xem bóng vui vẻ, ve vội, không quạo quọ nè. Ok, man.